mổ ruột thừa cho con bu lông thì nó bị đau ruột thừa. Bu lông UV. Chất lượng búa rất chất lượng, búa này là búa lớn, sửa xong rồi. Bên em thì nhận sửa chữa tất cả các loại máy móc nha, máy móc pin, đóng pin, sửa motor, thay motor, tất cả các loại hãng. Đây là sửa cho khách đây.
con bốt chính hãng của họ. Đây là đèn đây. Sóng con loa này đổi đi nhá. Nhá. Đóng đi. Giới thiệu loa Makita luôn. Makita YouTube.